Xe nhỏ, tính chất của phương sai. Nếu biến ngẫu nhiên luôn luôn nhận giá trị là C, thì phương sai bằng 0. Phương sai bằng 0 có nghĩa là không có sự chênh lệch giữa giá trị có thể có và kỳ vọng. Thì đây rõ ràng là như vậy. Giá trị có thể có là C, kỳ vọng cũng là C, cho nên không có sự chênh lệch, cho nên phương sai bằng 0. Phương sai của C nhân X thì bằng C bình phương nhân phương sai của X. Phương sai của C cộng X thì bằng phương sai của X. Nếu XY là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì phương sai của một tổng bằng tổng của phương sai. Còn nếu nhóm X1, X2, .xn là các biến ngẫu nhiên độc lập lẫn nhau thì phương sai của một tổng cũng bằng tổng của phương sai. Đây là phương sai của X cộng hoặc trừ Y thì đều bằng phương sai của X cộng phương sai của Y.